chỉ có cô độc một mình thôi. Thì đến cái ngày sinh nhật của em năm 18 tuổi thì em có quen một cái người anh. Thì người anh này anh ấy gọi là anh trai mưa thôi, chứ không có quan. Đúng cái dịp sinh nhật thì anh ấy đèo em đi chơi đến một cái tiệm bán tóc giả. Anh ấy bảo là vào đây lựa anh một bộ tóc giả. Thì bảo là anh mua cho ai? Anh mua tặng cho bạn anh. Thì khi mà em thấy có một bộ rất đẹp thì em lựa cho anh ấy. Thì thanh toán xong thì anh ấy tặng cho em. Và sau khi đấy thì em đi về nhà lấy trộm váy của mẹ này, rồi guốc của mẹ này, rồi thậm chí là đồ trang điểm của mẹ là em tự làm. Đến lúc mà mặc váy xong thì thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Đến khi mà đội tóc lên, em khóc. Khóc tại vì rằng là mình vui, mình tìm thấy được cái con người của mình. Khi mà mình nhìn soi trong gương, mình là một cô gái luôn, chứ không phải là một chàng trai nữa. Một lúc sau thì em lại thấy buồn, không có ai chấp nhận mình cả. Còn nếu như mà em vẫn sợ như vậy thì làm sao em come out được với gia đình của mình? Cũng phải đến năm 2014 thì em có một cái biến cố, thì em có đi sang Sinh làm việc. Em làm người mẫu bên đấy, em diễn ở trong các quán bar á. Em ở hẳn đấy khoảng tầm mấy tháng. Khi mà cái sát ngày về á thì mẹ em có dọn phòng và lục cái tủ đồ của em ra và thấy là toàn guốc váy với tóc giả thôi. Thế là mới hỏi em gái em thì không ngờ là em gái em nói thẳng với mẹ. Em gái em kể thiệt hết luôn. Kể thiệt hết luôn. Tại vì ở trong nhà á thì chỉ có em gái là người hiểu em nhất. Nhưng mà trước đó mẹ em có nghi ngờ em không, cái giới tính của em không? Thực ra là có, nhưng mà mẹ em không hỏi. Nhưng mà chưa chắc chắn được đúng không? Chưa chắc chắn. Còn bố của em thì sao? À, bố của em thì mất năm em 18 tuổi. Dạ. Bố em đổ bệnh. Nhưng mà em nghĩ rằng là bố biết được cái giới tính của mình. Tại vì khi mà bố đi họp phụ huynh á thì bố cũng có nghe cô giáo chia sẻ rằng là các bạn trêu ghẹo em là đứa con gái á. Người bố nào nghe xong chả tức, chả xấu mặt. Thế là về nói là không nói hẳn là cái giới tính của em đâu, mà là lựa cái việc học hành của em ý nó xa xôi ý, thì mới đánh đập. Nhưng mà là bố mẹ em cũng bực tức về vấn đề mà bị nói tới nó lui đó. Đúng rồi. Và phải đến cái ngày mà cái ngày bố em mất thì lại đúng ngày sinh nhật của bố em cơ. Thì em có hỏi bố rằng là bố ơi, bố có ăn muốn ăn mai sinh nhật bố ấy thì bố có muốn ăn gì không? Thì bố không muốn ăn gì cả, bố đau lắm. Thế xong rồi bố có bảo rằng là bố xin lỗi em. Bố nói làm sao ấy? Bố nói là bố, dạ xin chào chị Chi, xin chào anh Tuân. Dạ em tên là Dương Tú Anh. Năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Hà Nội. Và hiện thì em đang là giám đốc doanh nghiệp xã hội tư vấn và phát triển cộng đồng Venus. Cái tổ chức của em là làm về cái gì em? Hiện nay doanh nghiệp của em thì đang hỗ trợ về dự phòng HIV cho các bạn nam quan hệ tình dục đồng giới cũng như là người chuyển giới tại Hà Nội cũng như là khu vực phía Bắc. Cái con đường nào dẫn em đến cái công việc vì cộng đồng đấy? Thực ra là em làm công việc này cũng 10 năm rồi, cũng khá là tình cờ khi mà em tham gia một cái hội nhóm. Đấy là một cái nhóm mang tên là We Are Student. Đấy chính là cái nôi mà em phát triển đến bây giờ. Cái nhóm đó thì ngày xưa chỉ là một cái nhóm tuyên truyền về HIV cho các bạn sinh viên trẻ cũng như là cái nhóm tri thức cộng đồng đồng tính nam ấy. Thì khi mà em tham gia thì em rất là thích. Mình thích đi tuyên truyền này, rồi mình được là mình. Cái công việc đó nó em cảm giác như là mình được sống là mình á, chứ không phải là mình bị gò bó bất cứ một cái công việc gì. Để trở thành một cô gái như bây giờ thì cái tuổi thơ của em đó nó có giống như các bạn trai bình thường chưa? Thực ra thì khi mà em 3 tuổi thì em cảm nhận được rằng là em có một cái tính cách khác trong con người của mình. Em nhớ là cái năm 95 ấy, trên VTV3 có chiếu Tình Dục Mặt Trăng là em rất thích xem. Nhiều khi là em còn lấy cái khăn xong rồi em cột tóc vào đây, xong rồi em tưởng là tóc cơ. Rồi là em thích chơi búp bê, chơi đồ hàng với cả mấy chị hàng xóm á. Chứ mấy cái trò như là đá bóng hay là đá cầu là em thực sự em không thích. Đó. Nói chung trò chơi của con trai là em không thích đúng không? Đúng rồi ạ. Và thậm chí là cái việc đi tiểu. Em tiểu ngồi. Em đi tiểu ngồi luôn. Là tiểu ngồi từ lúc 3 tuổi luôn hả? Tức là lúc đấy là em thích ngồi ấy. Tức là em xong rồi em thắc mắc bảo tại sao lại đi mà nó không được sạch như là các bạn gái khác. Đi nó cứ văng tung tóe hết. Đó. Thì em mới thắc mắc. Thì bà em mới chửi. Bà em bảo là mày bị điên à? Mày con trai thì mày phải đi đúng. Còn con gái thì đi ngồi thôi. Thì lúc đấy em mới thắc mắc là ồ, thế tại sao mình không phải là con gái nhỉ? Thì lúc đó là cái câu hỏi đó nó đã xuất hiện em trong đầu của em ấy, từ khi em 3 tuổi. Và cho đến khi mà đi học cấp 2 là cái tuổi dậy thì là cái lúc mà em biết được rằng là em có cái bản dạng giới khác.
đối với cái giới tính thật của mình, mọi cử chỉ rồi là mọi hành động của mình, tất cả mọi người đều đặt biệt danh cho em là từ ái. Gì em? Từ ái. Từ ái. Ái nam, ái nữ. Ái. Rồi là xăng pha nhớt. Đó. Mà cái từ ái là cái từ nặng nhất. Khi mà em đi học ý, thì em bị gắn liền với cái từ đấy. Nên ra là em rất sợ. Khoảng lớp 7 thì em biết chơi bd. Em biết chơi bd. Lớp 7 à? Lớp 7. Tức là em yêu ai? Thực ra là không phải là yêu mà là mình tò mò về cái chuyện đó. Tức là mình biết rằng là mình thích làm cái chuyện đó. Ôm hôn này. Rồi là nằm cạnh một người con trai chứ không phải là một người con gái. Hồi bé thì em nằm cạnh mẹ, nằm cạnh em gái thì không sao. Nhưng mà đến năm cấp 2 ấy, là em chỉ nằm ngủ mình thôi. Đó, cái câu chuyện lớp 7 ấy, thì là bố em có quen một người bạn. Cái người bạn đó có người con trai bằng tuổi của em. Thế là giới thiệu cho hai đứa chơi với nhau. Khi mà mùa hè ấy, thì bọn em hay đi sinh hoạt ở nhà văn hóa. Tối nào cũng đi với nhau. Lúc nào cũng tò mò về cái chuyện đó thôi. Cái quan hệ này nó như thế nào. Rồi em thực sự là em nghe xong em cũng ngại, em không biết. Và có một lần ý, nó sang nhà em chơi thì nó mang có một cái đĩa, là cái đĩa ca nhạc. Nhưng mà khi mở lên ý, trời ơi, hóa ra là phim à, phim à. Em hét toáng lên ý, em bảo là ôi, tắt đi, đừng có xem nữa, ghê quá, kiểu. Thế là bảo mày để im, để tao xem. Thế là xem, hai đứa xem thì cũng tò mò. Thì cũng mới biết được rằng là à, là khi mà mình sinh ra ấy, là mình như thế. Là nam nam hả? Nam nữ ạ. À, nam nữ. Đấy làm gì có nam nam. Chưa có nam nam. Chỉ có nam nữ thôi. Tối nào cũng gặp nhau ấy thì cũng bảo là bây giờ tao muốn thử một đứa nào đấy, một đứa con gái. Nó bảo là tao chịu, tao không biết. Bảo là hay bây giờ mày cho tao thử đi. Bảo thử cái gì? Bảo thử cái gì? Thế là nó mới, nó đè ra nó hôn. Mà cái cảm giác của em lúc đấy là em chỉ thích thôi. Tức là chỉ thích thôi. Còn tiến tới cái việc mà quan hệ có xâm nhập thì không, không có. Thì là mình chỉ thích ôm bạn đấy thôi, rồi là mình thích làm việc đó với một người con trai thôi. Bẵng đi một thời gian sau thì em với các bạn ấy cũng không nói chuyện. Nhưng mà đến bây giờ ấy thì khi mà thấy em thành công như vậy thì bạn ấy còn nói rằng là hay là vì cái thời gian đó mà bạn ấy làm thế với em nên em mới trở thành như thế này. Thì em bảo là không, em bóng từ trong trứng nước mà. Em bóng từ trong trứng nước mà. Nhưng mà anh thắc mắc là cái bạn nam đấy á, là sau đấy bạn ấy quen con gái hả? Vẫn quen con gái, bạn ấy có vợ có con rồi. Khi mà bạn ấy vẫn thi thoảng vẫn nhắn tin với em mà hỏi mà. Thì là bạn bán là con trai nhỉ? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà bạn ấy nhìn thấy em như kiểu giống nữ quá. Tức là người em ngày xưa ấy kiểu khoảng tầm 46-47 cân thôi. Coi như bạn nó coi em như là một người con gái đó. Xong rồi còn đòi xâm nhập, quan hệ xâm nhập cơ. Nhưng mà thì em đó nghĩ em là con gái mới đòi xâm nhập đó. Nhưng mà em sợ, em nghĩ em mà tưởng hay là nếu mà làm thế chắc có thai quá. Nếu mà làm thế chắc có thai quá. Và đến khi mà lớp 9 ý, thì mình mới có những cái dung cảm đầu đời. Là mình thích một người bạn trai trong lớp. Và lúc đấy thì em sợ. Em sợ lắm là bởi vì mình thích bạn ấy chứ không biết là có sai hay là đúng. Bởi vì rằng là nam phải thích nữ. Còn đây mình là con trai nhưng mình lại thích nam cơ. Là em sợ, em không dám thổ lộ. Nói thật là lúc đấy là em không biết tại sao mọi người lại biết được rằng là em thích bạn đó. Nhưng mà và bạn khi bạn đó biết rồi, bạn đó lại kỳ thị lại. Nhưng mà bạn ấy kỳ thị là kiểu gì em, là xúc phạm em hay là như... Bạn ấy đứng dậy bạn bảo là ủa sao tao lại phải thích một đứa BD như nó. Ủa sao tao lại phải thích một đứa BD như nó. Nhưng mà bạn đó nói trước mà em vậy luôn hả? Nói trước cả lớp luôn. Rồi em có nói như lại không? Không. Tại vì khi mà đi học ấy thì em bị kỳ thị. Bị kỳ thị ở học đường. Từ năm lớp 6 cho đến khoảng lớp 12. Là lúc đấy em nhỏ nhắn yếu đuối. Và người ta nhìn người ta biết. Đúng rồi. Khi đi ra vào trường rồi đi ra ngoài đường, họ cứ thằng ái kìa. Đừng có chơi với nó. Rồi là khéo lây bệnh đấy. Đó. Tức là người miền Bắc ấy thì có những cái suy nghĩ nó hơi bị cổ hủ, nó không giống như trong Sài Gòn ấy. Miền Bắc khó hơn trong miền Nam với miền Tây. Đúng rồi. Và thậm chí là khi mà biết được một có một người đồng tính ấy thì họ muốn cái người đó phải đi điều trị. Đi điều trị tâm lý là một, hoặc là làm lễ cúng bái, tức là bắt nhốt ở dưới bàn thờ á, trói lại á, là để mong cho cái người đó lại trở lại bình thường, hoặc thậm chí là tiêm cả hormone nam vào. Rất nhiều bạn trong cộng đồng bị gặp cái trường hợp cái vấn đề này từ cái thời gian trước đấy cơ. Và sao kỳ vậy anh em? Đến năm lớp 10, cấp 3 ấy á, thì khi mà internet bắt đầu phát triển, em mới tìm những cái từ khóa như là gay là gì này, thế rồi thứ ba là gì á, thì lúc đó hiện rất là nhiều trang web, ví dụ như là táo xanh.net này, rồi là tình yêu trai Việt này, thì em mới biết rằng là à, mình có cả một cộng đồng. Mà mình không biết. Bởi vì lúc đấy em chỉ biết rằng là bản thân mình chỉ có cô độc của mình thôi. Thì đến cái ngày sinh nhật của em năm 18 tuổi thì em có quen một cái người anh.
thì người anh này anh ấy gọi là anh trai mưa thôi, chứ không không anh có quan. Đúng cái dịp sinh nhật thì anh ấy đèo em đi chơi đến một cái tiệm bán tóc giả. Anh ấy bảo là vào đây lựa anh một bộ tóc giả. Thì bảo là anh mua cho ai, anh mua tặng cho bạn anh. Thì khi mà em thấy có một bộ rất đẹp thì em mới lựa cho anh ý. Thì thanh toán xong thì anh ý tặng cho em. Và sau khi đấy thì em đi về nhà lấy trộm váy của mẹ này, rồi guốc của mẹ này, rồi thậm chí là đồ trang điểm của mẹ là em tự làm. Đến lúc mà mặc váy xong thì thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Đến khi mà đội tóc lên em khóc. Khóc tại vì rằng là mình vui, mình tìm thấy được cái con người của mình. Khi mà mình nhìn soi trong gương, mình là một cô gái luôn, chứ không phải là một chàng trai nữa. Một lúc sau thì em lại thấy buồn, không có ai chấp nhận mình cả. Còn nếu như mà em vẫn sợ như vậy thì làm sao em come out được với gia đình của mình? Cũng phải đến năm 2014 thì em có một cái biến cố, thì em có đi thăng sinh làm việc. Em làm người mẫu bên đấy, em diễn ở trong các quán bar á. Em ở hẳn đấy khoảng tầm mấy tháng. Khi mà cái sát ngày về á thì mẹ em có dọn phòng và lục cái tủ đồ của em ra và thấy là toàn guốc váy với tóc giả thôi. Thế là mới hỏi em gái em, thì không ngờ là em gái em nói thẳng với mẹ. Em gái em kể thiệt hết luôn. Kể thiệt hết luôn. Tại vì ở trong nhà á thì chỉ có em gái là người hiểu em nhất. Nhưng mà trước đó mẹ em có nghi ngờ em không, cái giới tính của em không? Thực ra là có, nhưng mà mẹ em không hỏi. Nhưng mà chưa chắc chắn được đúng không? Chưa chắc chắn. Còn bố của em thì sao? À, bố của em thì mất năm em 18 tuổi. Dạ. Bố em đổ bệnh. Nhưng mà em nghĩ rằng là bố biết được cái giới tính của mình. Tại vì khi mà bố đi họp phụ huynh á, thì bố cũng có nghe cô giáo chia sẻ rằng là các bạn trêu ghẹo em là đứa con gái á. Người bố nào nghe xong chả tức, chả xấu mặt. Thế là về nói là không nói hẳn là cái giới tính của em đâu, mà là lựa cái việc học hành của em ý, nó xa xút ý, thì mới đánh đập. Nhưng mà là bố mẹ em cũng bực tức về vấn đề mà bị nói tới nó lui đó. Đúng rồi. Và phải đến cái ngày bố em mất thì lại đúng ngày sinh nhật của bố em cơ. Thì em có hỏi bố rằng là bố ơi, bố có ăn muốn ăn mai sinh nhật bố ấy, thì bố có muốn ăn gì không? Thì bố không muốn ăn gì cả, bố đau lắm. Thế xong rồi bố có bảo rằng là bố xin lỗi em. Bố nói làm sao ấy? Bố nói là bố xin lỗi. Ừ, bố biết con như thế nào. Và bây giờ thì bố thì không biết bao giờ đi. Thì bố xin lỗi. Nhưng mà con cứ sống theo cái cá tính của con. Con hạnh phúc là được. Thì lúc đó em không dám khóc to đâu. Bố em thì lúc đấy là ung thư vòng họng ấy, thì là người ông còn da bọc xương thôi, nhìn rất là thương. Mà cái đêm đấy khi mà em nghe xong, em không dám khóc to đâu. Em chùm chăn em khóc. Và đến cái ngày bố em mất thì em không thể khóc được nữa. Ở trong gia đình của em thì em thường chia sẻ những câu chuyện của mình với em gái của mình. Đúng rồi ạ. Rồi hôm nay em có dẫn một ai đấy để chia sẻ câu chuyện cùng với mình không? Em có dẫn em gái em ạ. Em gái em luôn? Dạ. Thế mời em gái của em ra nhé. Ok ạ. Thế mời em gái của Tú Anh nè. Chị ạ. Chưa chia sẻ gì mà, kiểu xúc động quá như thế đấy. Anh chị ạ, em là My ạ. Em là em gái của chị Tú Anh ạ. Em nghe câu chuyện về bố em xúc động đúng không? Vâng. Lúc năm khoảng mấy tuổi là em biết là Tú Anh giới tính như vậy? Lúc em học cấp 3 ạ. Tại vì là hồi xưa là thay lên phòng chị Tú Anh chơi. Thì mỗi một lần em chơi thì em không động đến cái gì đâu. Chỉ có chơi điện tử thôi. Nhưng mà một lần là kiểu đang không biết như nào á, thì tự nhiên em lại mở tủ quần áo của chị Tú Anh ra xem. Thì em thấy có một cái lọn tóc nó lòi ra. Thì em tóc giả. Đúng rồi, em bị giật mình ạ. Thì em mới mở cái tủ ấy ra xem. Thì em phát hiện là có một nguyên cái bộ tóc giả, rồi đồ make up, rồi là giày guốc là giấu hết trong tủ đồ. Thì em mới mở ra em xem, em tò mò á. Thì em mới thấy là Tú Anh ghi rất là nhiều những cái câu chữ bằng tiếng Anh lên bàn á, là I have a wish, tức là tôi có một ước mơ. Hoặc là viết những câu như là best wishes for me, tức là những cái điều ước tốt đẹp, mong là những cái điều ước tốt đẹp sẽ đến với mình. Từ lúc đấy em mới hình thành ra là không phải là Tú Anh đi diễn, mà là Tú Anh mong muốn trở thành một người con gái. Rồi cái việc mà em giúp cho chị của mình công khai với mẹ dạ. Là kiểu là em muốn làm như vậy hay là em vô tình làm như thế thôi? Thật ra thì mẹ em có rất là nhiều lần đặt cái câu hỏi là con ơi, không biết là Việt nhà mình á, nó có là tên thật của chị Tú Anh á, là tên gì cơ? Tên Việt ạ. Việt. Tên Việt. Dạ vâng. Là không biết là Việt á, nó có phải như thế không con?
chứ bây giờ mẹ đẻ ra một thằng con trai mà giờ nó lại như vậy thì bây giờ mẹ không biết mẹ phải sống như nào. Mẹ em bị nghe quá là nhiều tác động của họ hàng cũng như là người thân, thì cuối cùng em nghĩ là không giấu được nữa. Thì lúc đó em mới nói cho mẹ em biết là thật ra là anh ấy mong muốn làm con gái ấy, mẹ. Hay là lúc đấy mẹ em gọi điện tìm cách liên lạc cho Tú Anh ở bên Sinh. Thì cái trong khoảng thời gian đấy thì mẹ em thì cũng có hỏi rằng là hay là mẹ cho con đi chữa nhá. Thì em mới bảo rằng là cho dù mẹ tốn bằng tiền tỷ thì mẹ cũng không thể chữa được cho con đâu. Thế lúc đấy em chấm dứt câu chuyện luôn. Thì phải đến năm 2015 ấy là cái năm bước ngoặt của cuộc đời của em. Đến khi mà Quốc hội bấm nút cái thông qua dành luật dành cho người chuyển giới á, thì lúc đấy em bắt đầu em come out, được mời lên chương trình Lăng Kính VTV6. Thì nào ngờ đâu nó tạo một cái hiệu ứng rất lớn. Đến lúc đấy cả dòng họ, cả bạn bè đều mới biết được cái câu chuyện của em. Và lúc đấy thì mẹ em mới chấp nhận cái con người của em. Cái việc come out của Tú Anh là như thế thì còn câu chuyện tình yêu của em như thế nào nhỉ? Thực ra trong cái việc tình yêu của em ý, thì em thấy mình kém duyên lắm. Kém duyên hả? Chưa có mối tình nào quá nổi 3 tháng. Nhanh nhất là 3 ngày. 3 ngày hả? 3 ngày thôi, yêu nhau 3 ngày và bọc bọc, thế là xong. Không có ai lâu dài hả cưng? Không có ai lâu dài. Thì mối tình đầu của em ý, cái đợt đấy là em học lớp 11, có đến cái trung tâm thương mại Vincom á, có cái máy nhảy audition á, thì em hay nhảy một mình. Thế là bỗng dưng có một cái người cũng kiểu thư sinh, cũng đòi ra muốn nhảy với em. Thế đến khi mà nhảy xong thì đi về thì lúc đấy thì có cái blog 360 á, là đợt đó là bắt đầu thịnh hành á. Lâu lắm. Đúng rồi. Thì em mới connect tất cả những cái người trong cộng đồng ấy, thì tình cờ thì lại đúng hôm này. Nhắn tới nhắn lui rồi đến lúc gặp mới biết rằng là cả hai đứa đã gặp nhau rồi. Đó, và hai đứa bắt đầu có cái tình cảm. Một tình cờ thì anh ấy đi học thêm về, thì anh qua đón em về nhà anh ấy chơi. Thì quen nhau 3 tháng thì mới dám đưa nhau về. Đến khi mà chuẩn bị làm cái thì là bố mẹ ông ấy đứng trước cửa. Sao không khóa cửa lại cưng? Ấu quá. Trời ơi, lúc bé trẻ con không biết gì á. Bố mẹ anh ấy giật mình. Cái cử chỉ vì ánh mắt ấy nó rất là tiêu cực, nó rất là gay gắt. Ông ấy vội vàng, ông ấy mới đưa em về nhà. Nhắn tin không được thì em gọi điện thoại bàn. Thì em mới hỏi là thế có sao không? Bố mẹ nghĩ sao? Thế ông bảo là không sao đâu, kệ đi. Các kiểu thì để anh nói cho các kiểu. Thế khoảng vài ngày sau thì mẹ anh ấy gọi. Bố mẹ anh ấy không chấp nhận cái hành động của em với cả anh ấy diễn ra hôm đó. Và bắt chúng em là phải chấm dứt, không được gặp nhau nữa. Kiểu quát mắng em luôn á. Thì lúc đấy em cũng sợ. Thì em cũng nhắn tin với cả gọi điện cũng không được á. Thì một thời gian sau em biết rằng là anh ấy đi Mỹ. À, bố mẹ anh nghỉ cho mẹ bắt đi đúng không? Bố mẹ bắt đi. Anh nói giấu em luôn à? Không cho em biết hả? Không cho biết luôn. Coi như là cắt đứt cái liên lạc từ cái lúc mà anh ấy thi đại học luôn. Đó. Đến bây giờ thì em cũng biết rằng là anh ấy cũng có bạn trai bên Mỹ rồi. Đó. Mà nhàng trá cái gì? Đó. Giờ lúc đấy em phải vượt qua nỗi đau đấy như thế nào Tú Anh? Ôi em khóc lóc lắm. Khóc điên đảo luôn. Thu khép cái bản thân mình lại. Em ở trong phòng thôi. Chôn mình ở 4 bức tường thôi. Khóc. Cũng phải khoảng tầm 1 năm sau mình mới quên được. Thì mình lại có những cái mối tình khác. Nhưng mà nó cũng chỉ gọi là one night stand thôi. Đó. Okay. 1 năm sau em gặp mối tình thứ hai của em đúng không? Vâng, nhưng mà nó cũng không bền đâu. Không quá 3 tháng, ta ngộ vậy ta. Sao, ví dụ ít nhất cũng phải 1-2 năm chứ. Sao cái 3 tháng là đứt, tới 3 tháng là đứt hả? Thực ra ấy, cái cuộc đời của em ấy, thì em thấy rằng là khi nhiều người đi qua đời em ấy, không làm chị em thì làm boss. Nó nghiệt ngã vậy á. Đó. Và thậm chí có những mối tình chị em rồi biết rằng là trên thì nói là top nhưng hóa ra về với nhau là bot. Tú Anh thường gặp mấy bạn bottom á, là có nghĩa là cái gu của em là như thế không? Ý rằng là mình gặp nhầm á, gặp nhầm, tức là họ nói họ là top nhưng mà khi mà họ nói mình không đâm được. Thành ra là hai đứa nó mâu thuẫn với nhau. Đó, em thấy rằng là tình yêu trong cộng đồng mình á, nó như kiểu là quan trọng về cái việc quan hệ tình dục hơn là chuyện yêu đương á. Đó. Cái đó tùy theo người. Nhưng mà em toàn gặp anh gặp nhiều người như có cái nhận định giống như em lắm nhá. Nhưng mà thật ra anh đã có những cái mối tình rất là nhiều năm với lại người yêu của anh thấy nó bình thường không? Em nghĩ là do chữ duyên nữa. Đa số là nhiều người trong cộng đồng LGBT nghĩ là như vậy. Là trong cộng đồng LGBT mình quan trọng vấn đề tình dục hơn là tình yêu. Nhưng thực sự ra là mình cũng có người này người kia.
cũng rất là nhiều người, người ta cũng yêu tha thiết đó, nhiều cặp theo 10 năm, 20 năm luôn á, cũng rất là nhiều. Hoặc không, là có thể là như này, hai người quen nhau mà hai người đều cùng có cái suy nghĩ như vậy, thành ra mới không không có quen lâu được. Có cả một cái mối tình mà em cũng khóc lên khóc xuống, rồi là cũng sốc, là ông ý là top nhưng mà ông ý đi làm vợ người ta. Đi làm vợ người ta nhưng vẫn làm top nha. Tức là vẫn sao cái gì tùm lum tùm la nha. Tương vợ chồng nhưng mà vợ lại đi làm chồng. Đó. Trời ơi, và cái người chồng mà, cái người chồng đó còn nhắn tin với em bảo là em nên chấm dứt với vợ của anh. Thì em mới giật mình, em bảo là em đâu, em có quen boss đâu, em có quen người phụ nữ nào đâu mà lại có quen vợ ở đây. Thế hóa ra là mới biết rằng là ông ấy bỏ mình bởi vì mình nghèo. Đi theo người ta thì người ta lo được cho ông ấy. Rồi có phải em có nhiều cái mối quan hệ one night stand là do em mất cái niềm tin vào tình cảm không Tú Anh? Em nghĩ thế. Hoặc là họ có thể đến với mình chỉ vì tiền thôi. Rất nhiều người trong cái đạo LGBT mất niềm tin tại vì họ quá khổ với tình yêu. Năm nay là họ mất niềm tin về tình yêu rất là nhiều. Mới cả thậm chí rằng là có nhiều người á, họ yêu mình nhưng mình không kiểm soát được với họ. Cảm thấy rằng là một cái món ăn hoài không thể nào mà ăn được. Họ phải tìm những cái món mới để họ thưởng thức. Là ý em nói là ăn kem ngoài tráng ăn phở phải không? Dạ dạ. Thật ra thì cái chuyện đấy ngay cả nam nữ cũng nam có nữ cũng vậy. Nếu mà, người ta có cái tính có đấy thì nó sẽ có cái đấy thôi. Chứ thực ra nó có phụ thuộc vào cái giới tính của cũng mình vậy đâu. Nhưng mà đa số em toàn gặp những cái người như thế không à? Cái nữa rằng là họ nhiều khi là họ phát hiện ra là em hay giả lộ nữa. Mà ở người các bạn ở người Bắc á, các bạn thích kiểu ghim gùm rồi đẹp trai nhà giàu cơ đó, không thích là giả lộ đúng không? Đúng rồi, biết giả lộ là mất cảm xúc. Đúng, nên bạn này là thích giả lộ làm con gái đó, nên nhiều khi khi mà mình yêu người ta mình phải giấu. Chị thấy em quê con trai là sướng hơn, thà thí dụ mình khổ thì mình khỏi phải giấu. Không chị ơi, nhưng mà Tú Anh chưa chuyển giới mà. Tú Anh chỉ giả gái thôi chứ chưa chuyển giới, vẫn yêu con trai được nữa. Ngày xưa chị chưa chuyển giới chị yêu con trai mà Tú. Nhưng mà khổ thôi. Đương nhiên yêu con trai là rất khổ, tại vì con trai chứ thương. Vậy thì thôi. Cũng khổ chị á. Thì nhưng mà mình thoải mái, mình không phải giấu giếm có gì hết. Em hiểu không? Thí dụ mình muốn giả lộ mình giả lộ. Tự dưng chị đưa Tú Anh ra khỏi cái khổ này xong rồi đưa vào một cái khổ khác để làm gì? Nhưng mà Tú Anh là thoải mái, thí dụ mặc đầm mặc váy đúng tóc giả gì thì ngang. Có gì quen một bạn gay là phải là những cái vấn đề đó phải giấu giếm. Rồi cuối cùng cũng được gì hết, cũng 2 tháng 3 tháng tiền đăng nó bót nhảy qua tớp nhảy qua bót. Cái gì chóng mặt vậy? Xong rồi đúng em không? Vì cả yêu trai thẳng nó một cái bất lợi rằng là nhiều khi mình làm tiểu tam á. Cảm giác mình làm tiểu tam á. Đó ừ. Đó thế là em là họ vẫn quen con gái nhưng mà họ Đúng rồi. Nên là em cũng sợ ấy. Với cả hiếm khi có một cái gia đình trai thẳng nào mà chấp nhận người chuyển giới lắm. Rất ít. Ở ngoài Bắc thì không có đâu. Trừ khi là chuyển giới hoàn toàn rồi thì là họ một phần nào đấy họ có thể chấp nhận được. Nhưng mà đây mình còn chưa làm cái gì cả. Mình chỉ chưa gọi là không chấp nhận đâu. Ngày xưa chị cứ yêu một người một anh đó 3 năm trời mà gia đình không chấp nhận là bắt anh ấy cũng phải bỏ chị. Chị biết cái cảm giác đó. Nếu mà trở thành con gái chuyển giới rồi thì nó dễ hơn. Chị lúc trước em có nghe chị chia sẻ là chị chuyển giới, cái lý do chị chuyển giới một phần là vì chị thấy gay bị đau khổ về mặt tình cảm quá. Nói chung là ngày xưa lúc mà chị nổi tiếng rồi đó, 3-4 năm sau á là chị có chơi với lại nhiều chị trong giới các tuyền này đó, tâm ra là chị thấy mấy chị làm con gái mà được chồng yêu thương chiều chuộng mình thích, trong khi mình yêu con trai mình chiều chuộng không, cuối cùng là ông cũng bỏ mình tại vì mình không phải là con gái. Rồi chị thấy trong cộng đồng LGBT bị coi thường quá nhiều, nhưng chị là một người nổi tiếng thì chị nghĩ nếu như chị chuyển giới mà chị thành công mà chị được người yêu thích thì tất cả mọi người sẽ nhìn cộng đồng LGBT bằng một ánh mắt khác. Chính vì vậy chị mới chuyển giới làm con gái. Thứ nhất là thực hiện ước mơ của mình nè, mình cũng thích làm con gái nè. Thứ hai là mình làm con gái để mình được yêu thương nè, được tình yêu 2 chiều của người đàn ông nè. Và thứ ba là vì cộng đồng LGBT. Và chính 3 điều đó mà chị làm con gái. Thế là đến bây giờ em vẫn giữ cái quan điểm của mình là tình yêu ở trong giới gay nó khó khăn hả Tú Anh? Đúng rồi ạ. Đã có một cái thời gian em nghĩ rằng là mình sẽ tìm một ai đấy để mình có thể kết hôn với họ và đi với họ một cái quãng đường dài. Nhưng đến bây giờ thì em lại suy nghĩ khác, mình muốn có con hơn. Muốn có con hơn là tình yêu. Đúng. Tại vì nhìn cái nhiều cái mối quan hệ xung quanh ấy, kể cả bằng em hay là kém tuổi em chăng nữa thì con cái của họ cũng đã gọi là trưởng thành hay gần hết rồi. Còn nhìn mình thì mình bị áp lực. Bởi mình không biết định hướng của mình là sau này mình sẽ làm cái gì. Thế là em cũng mong muốn rằng là mình cũng sẽ có một đứa con hơn là một tình yêu. Nói chung tình yêu á, chị nghĩ á là đến duyên. Mình có duyên có nợ, đến ngày đến tháng đến năm nó tự nhiên mình sẽ gặp.
Nhưng mà nếu em suy nghĩ về con thì chị nghĩ nó sẽ ok. Tại vì em có con hữu hỷ, cho dù em không có chồng thì em cũng có con kế bên cạnh, nó cũng là niềm vui, động lực để mình làm. Thì khi nào mình có duyên, mình đủ duyên với một người bạn đời mình thì mình tiến tới. Còn không thì em vẫn sống như được, em có con em sẽ có nhiều niềm vui khác. Rồi bây giờ nói về công việc của Tú Anh đi. Là em là một người rất là thành công trong công việc về cộng đồng đó. Thì chi tiết những công việc đấy là cái gì em nhỉ? Công việc hiện tại của em ấy thì em đang hỗ trợ dự phòng, hỗ trợ tâm lý điều trị về HIV. Thì công việc của em thì cũng gọi là cung cấp các cái dịch vụ tốt nhất cho các bạn. Ví dụ các bạn có nguy cơ cao khi mà quan hệ tình dục không bao thì em có thể phát vật phẩm bao cao su và chất bôi trơn cho các bạn. Và thậm chí rằng là phát cái những cái test xét nghiệm HIV ấy, cho các bạn để các bạn có thể an tâm hơn khi mà các bạn thăng hoa trong tình dục. Thì khi em làm công việc đấy một thời gian rất dài rồi thì em có cái cách nhìn như thế nào về cái việc quan hệ tình dục ở trong cộng đồng LGBT của mình? Thực ra em thấy các bạn thiếu thông tin, dường như là các bạn không để tâm đến cái việc HIV. Bởi vì em biết rằng là ở trong trường học ấy là không có về các kiến thức về giới tính này, về tình dục an toàn này, về HIV này, là giống như các bạn không biết. Nên là khi mà các bạn quan hệ thì các bạn chỉ biết quan hệ thôi, các bạn không được cung cấp các gói dự phòng. Thế nên thành ra là cái tỷ lệ nhiễm nó lại tăng. Mà hiện nay thì nó lại tăng ở cái nhóm trẻ nhiều hơn, là các bạn từ 16 trở lên ấy. Bởi vì các bạn tiếp cận cái mạng xã hội quá sớm. Đó, thời đại 4.0 mà, các bạn ý tiếp cận mạng xã hội này, các web đen này. Đó, các bạn tìm và các bạn có cái nhu cầu sớm quá. Thế thành ra là tăng. Như là không có kỹ lưỡng khi mà quan hệ, nó đang rất là dễ bị. Đúng rồi. Chứ thật sự ra cái về mà cách thức để phòng chống HIV nó cũng rất là dễ, nó cũng rất đơn giản. Cái đó chị nghĩ là không cần học cũng biết nữa. Và trên mạng nó đầy thông tin. Thực ra là cũng có nhiều thông tin nó đa chiều lắm. Mà giống như các bạn bị loạn. Có những bạn nhắn tin cho em rằng là ờ chị ơi em bị nổi phát ban này, rồi là sụt cân này, thì có phải là em bị nhiễm HIV không chị? Tức là có rất là nhiều cái câu hỏi mà các bạn thì không biết. Rồi thế thì bây giờ dự định tương lai về tình yêu, về công việc của Tú Anh là như thế nào? Ước mơ của em hiện tại thì em sẽ có một em bé à? Có một em bé. Đấy là cái ước mơ của em hiện tại. Rồi tình yêu làm sao? Cứ ước mơ có một tấm chồng yêu thương mình không? Chiếc chồng. Là em cũng mơ rất nhiều nên là lo do chữ duyên thôi. Em mong là sau này mình có thể gặp được một người mà có thể hiểu bản thân mình. Có thể nghĩ cho mình. Đó. Rồi thay mặt chương trình thì chị chúc em á là sẽ có một em bé để mà em hữu hỷ, em lấy làm động lực để mà em tiếp bước với sự nghiệp của em. Và chúc em sẽ có một tình yêu đẹp và sẽ bù đắp là những lúc còn ấu thơ em bị đau khổ về tình yêu. Chúc cho em hạnh phúc nha. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chỉ có một cái gợi ý là bây giờ nó có các phương tiện á, phương tiện là các app á, để mà mình có thể tìm kiếm bạn trai các thứ. Em giờ thử cho. Em thử rồi, cứ toàn em mới đi không ngủ không rồi em tìm gì không mà trên đó là như vậy không mà trên đó thành vậy không mà đi là phải để đi gặp ở ngoài. Đúng rồi. Có duyên cái nào là gặp ở ngoài đó. Thành ra là em đến bây giờ em vẫn bị mất niềm tin vào tình yêu không? Đó. Thế thì chúc cho em không phải gặp những người như vậy nữa, và sau chương trình này thì nó sẽ thay đổi phong thủy về tình yêu của em. Và nếu ai có thích Tú Anh thì cứ liên lạc với fanpage của chương trình để xin thông tin của Tú Anh nhé. Lúc trước em xài mấy cái app là mấy cái app gì nhỉ Tú Anh? WeChat này, Detox này, Blue này. Hiện nay thì em dùng Blue rất là nhiều. Tại vì cái Blue ấy thì nó hỗ trợ em rất nhiều trong công việc. Em có thể hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Thay mặt chương trình chị có món quà Son Yurika xin gửi tặng đến em. Em cảm ơn chị.